Khám phá thú vị về lịch Pháp và nguồn gốc ngày Tết, tiết lộ 3 sự thật 99% người Việt chưa biết. Khám phá AZ xin kính chào quý khán giả. Rất vui vì được gặp lại các bạn trong không khí Tết cổ truyền đã sắp cận kề. Nhân dịp năm âm lịch Nhâm Dần sắp qua, năm mới Quý Mão sắp tới, hôm nay AZ sẽ đem đến cho các bạn những khám phá mới lạ về lịch Pháp Á Đông, ngày Tết và những sự thật thú vị mà 99% người Việt mình chưa biết. Các bạn đã bao giờ nghĩ với mục đo lường về thời gian mà chúng ta lại có lịch âm, lịch dương, hay có cả Tết âm và Tết dương hay chưa? Vậy nguyên nhân, nguồn gốc của lịch từ đâu, ai sáng tạo ra lịch, ngày Tết có ý nghĩa gì? Tất cả hãy cùng AZ khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Let's go! Thứ nhất, lịch là gì? Bộ lịch đầu tiên trên thế giới xuất phát ở đâu? Từ thuở xa xưa, loài người đã có những nhận thức về dòng chảy của thời gian cũng như sự biến động của các thiên thể. Tuy nhiên, khi xã hội loài người thoát ra khỏi nguyên thủy và bắt đầu buổi bình minh của nền văn minh thì yêu cầu về việc tính toán thời gian, xác định mùa vụ để vận hành cuộc sống và công việc là vấn đề cấp thiết. Chính bởi vậy, cho nên phát minh ra lịch là một trong những phát minh đầu tiên của các nền văn minh cổ đại. Lịch là một hệ thống đặt tên cho các chu kỳ thời gian, thông thường là theo các ngày. Các tên gọi này được biết đến như là tên của ngày tháng cụ thể nào đó trong từng loại lịch. Các ngày tháng cụ thể có thể dựa trên sự chuyển động thấy được của các thiên thể. Một chu kỳ lịch thường được tính bằng năm. Lịch bên cạnh là một biểu hiện của nền văn minh, một tiến bộ của thiên văn học, thì mỗi bộ lịch còn là một đặc trưng văn hóa gắn liền với truyền thống, tín ngưỡng của cộng đồng dân cư sở tại. Bởi vậy, thông thường mỗi khi kết thúc một chu kỳ lịch, cộng đồng sử dụng các loại lịch đó sẽ tổ chức một sự kiện mang tính chất lễ hội để đánh một dấu mốc kết thúc năm cũ và chuyển sang một năm mới. Đồng nghĩa với một chu kỳ lịch mới và chúng ta gọi đơn giản hoạt động lễ hội này là Tết. Từ thời cổ đại, con người đã biết phát minh ra lịch dựa theo quan sát chu kỳ chuyển động của hai thiên thể lớn nhất trên bầu trời, mặt trời và mặt trăng. Cũng chính từ cơ sở quan sát mặt trời và mặt trăng mà có các loại lịch khác nhau. Lịch âm dựa trên chuyển động của mặt trăng quanh trái đất, lịch dương dựa theo chuyển động của trái đất quanh mặt trời, hoặc là lịch âm dương kết hợp tính toán chu kỳ chuyển động của cả ba thiên thể, trái đất, mặt trăng, mặt trời. Bộ lịch xưa nhất trên trái đất được cho là sản phẩm của nền văn minh Ai Cập cổ đại vào khoảng 3.000 năm trước công nguyên. Đây là bộ lịch âm lịch, lịch mặt trăng, được sử dụng trong tất cả các hoạt động cho đến khi phát minh ra lịch dương, lịch mặt trời. Bộ lịch âm này chia năm thành 12 tháng, độ dài của mỗi tháng phụ thuộc vào chu kỳ mặt trăng, thường là 29 hoặc 30 ngày. Mỗi tháng bắt đầu khi mặt trăng bắt đầu xuất hiện và được đặt tên theo lễ hội lớn được tổ chức trong tháng đó. Vì lịch âm ngắn hơn lịch dương 10 hoặc 11 ngày, nên cứ vài năm sẽ có thêm tháng thứ 13, gọi là tháng nhuận. Và như vậy, lịch khớp với mùa nông vụ trên lưu vực sông Nin và các lễ hội tôn giáo. Đến thời Tân Vương Quốc, khoảng 1.500 trước công nguyên, người Ai Cập cổ đại tiếp tục phát minh ra dương lịch. Lịch mặt trời của người Ai Cập chia năm thành 3 mùa, xoay quanh chu kỳ nông nghiệp, mùa lũ, mùa gieo hạt và mùa hè, mỗi mùa có 4 tháng. Các tháng của Ai Cập được chia thành 3 khoảng thời gian, mỗi khoảng là 10 ngày, tương ứng với tuần 7 ngày mà chúng ta sử dụng ngày nay. Hai ngày cuối cùng của mỗi khoảng thời gian được coi là ngày lễ, như cuối tuần của chúng ta ngày nay, và người Ai Cập không phải làm việc. Do đó, tổng cộng là 360 ngày trong một năm. 5 ngày được thêm vào cuối mỗi năm, như vậy là 365 ngày trong một năm, gần giống như lịch Gregorian được sử dụng ở hầu hết các nơi trên thế giới ngày nay. 5 ngày được thêm vào là để kỷ niệm ngày sinh của 5 vị thần theo thứ tự Osiris, Horus, Set, Isis và Nephthi. Trong những ngày này, người Ai Cập được nghỉ làm việc và tổ chức yến tiệc mừng năm mới, đón Tết. Có thể nói lịch mặt trời của Ai Cập cổ đại là một đóng góp rất quan trọng đối với nhân loại, vì nó là tiền thân của lịch Julius và lịch Gregorian sau này. Thứ hai, lịch chúng ta đang dùng hiện nay là gì? Dưới thời Cộng hòa La Mã, thế kỷ 1 trước công nguyên, dương lịch Julius đã được chấp thuận. Lịch Julius được Julius Caesar giới thiệu năm 46 trước công nguyên
và có hiệu lực từ năm 45 trước Công nguyên. Bởi vậy, bộ lịch này lấy theo tên của ông. Nó có các năm thường 365 ngày được chia thành 12 tháng và ngày nhuận được thêm vào tháng 2 sau mỗi 4 năm. Vì thế, năm Julius trung bình dài 365,25 ngày. Như vậy, lịch Julius tuy đã được chính xác hơn so với lịch của người Ai Cập cổ, nhưng vẫn có sự sai lệch 0,2425 ngày, tương đương sai chênh hơn 11 phút mỗi năm so với quỹ đạo quay quanh mặt trời của trái đất. Vì vậy, cho đến những năm 1580 thì sự sai lệch về thời gian đã là khá lớn. Lịch Julius đã bị chậm hơn 10 ngày so với các sự kiện thiên văn. Sai lệch này sẽ dẫn đến nhiều hệ quả không mong đợi, như việc phán đoán sai thời vụ hay mưa, nắng ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Do đó, đến năm 1582 thì Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng đã đề xuất một bộ lịch mới thay thế lịch Julius nhằm tính lại thời gian cho chuẩn xác hơn. Đó chính là lịch Gregorius mà chúng ta đang dùng ngày nay trên phạm vi toàn thế giới. Lịch Gregorius còn được gọi ở Việt Nam là Tây lịch, Công lịch hay Dương lịch. Nó được đặt theo tên của Giáo Hoàng Gregorio XIII, người đã ban bố bộ lịch này, vào nó được đặt theo tên của Giáo Hoàng Gregorio XIII. Ông đã giới thiệu lịch này vào tháng 10 năm 1582. Lịch Gregorius chia một năm tiêu chuẩn thành 365,2425 ngày. Năm trung bình làm tròn số ngày là 365. Như vậy, cứ 4 năm sẽ có một năm nhuận với 366 ngày. Quy tắc cho năm nhuận là năm nào chính xác chia hết cho 4 là năm nhuận, ngoại trừ những năm chia hết cho 100. Nhưng những năm chẵn trăm này sẽ là năm nhuận nếu chúng chính xác chia hết cho 400. Ví dụ, những năm 1700, 1800 và 1900 không phải là năm nhuận, còn những năm 1600 và 2000 lại là năm nhuận. Lịch Gregorius là loại dương lịch có độ chính xác cao nhất và đã được sử dụng ở hầu khắp các quốc gia trên thế giới. Thứ ba, lịch cổ truyền Á Đông là loại lịch gì? Lịch Việt Nam và Trung Quốc khác và giống nhau như thế nào qua các thời kỳ? Lịch cổ truyền Á Đông hay còn được gọi là lịch Kanchi được sử dụng ở các nước văn hóa quyển Hán tự như Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản trước năm 1873. Lịch cổ truyền Á Đông còn được gọi với tên thông dụng ở Việt Nam là âm lịch. Tên gọi này đôi khi sẽ khiến chúng ta lầm tưởng rằng lịch Á Đông được xây dựng trên cơ sở phản ánh chu kỳ hoạt động của mặt trăng xoay quanh trái đất. Tuy nhiên, đây là một ngộ nhận. Trên thực tế, lịch Á Đông được xây dựng dựa theo sự tính toán và quan sát kết hợp cả chu kỳ hoạt động của mặt trăng lẫn mặt trời. Vì vậy, đây là một loại âm dương lịch điển hình. Ngày tháng của lịch âm dương Á Đông chỉ ra cả pha mặt trăng hay tuần trăng và thời gian của năm mặt trời dương lịch. Nếu năm mặt trời được định nghĩa như là năm chí tuyến thì âm dương lịch sẽ cung cấp chỉ thị về mùa. Nếu nó được tính theo năm thiên văn thì lịch sẽ dự báo chòm sao mà gần đó trăng tròn, điểm vọng có thể xảy ra. Thông thường luôn có yêu cầu bổ sung buộc một năm chỉ chứa một số tự nhiên các tháng. Trong phần lớn các năm là 12 tháng, nhưng cứ sau mỗi 2 hay 3 năm lại có một năm với 13 tháng. Nguồn gốc của lịch cổ truyền Á Đông xuất phát từ đâu thì đến nay vẫn còn là một câu hỏi bí ẩn. Truyền thuyết dân gian cho rằng Hiên Viên Hoàng đế là người đã phát minh ra lịch Á Đông. Tuy nhiên, đây chỉ là truyền thuyết và không có cơ sở khoa học. Lịch Á Đông được ghi nhận sử dụng lần đầu tiên trong thời nhà Hạ, một vương triều cổ đại có lãnh thổ thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hiện nay. Tuy nhiên, thời điểm tháng đầu tiên của năm mới trong lịch Á Đông chưa được xác định rõ ràng và biến động theo từng chu kỳ. Nhà Hạ khởi đầu lấy tháng đại diện cho chi dần trong 12 can chi làm tháng đầu năm. Đến thời nhà Thương lại lấy tháng đầu năm là chi sửu. Như vậy là sớm hơn so với lịch thời Hạ một tháng. Đến thời Chu lấy chi tý làm tháng đầu năm,
sớm hơn lịch thời Thương 1 tháng. Nhà Tần thống nhất Trung Hoa vào năm 221 trước Công nguyên, dùng lịch Kiến Chi Hợi lấy tháng đầu năm sớm hơn nhà Chu 1 tháng. Đến đời Hán Vũ Đế năm 104 trước Công nguyên, vua sai các quan Nghê Khoan, Hồ Toại, Tư Mã Thiên chỉnh lại lịch Pháp, lấy tháng riêng làm tháng đầu năm, ứng với chi dần trong Can Chi. Tháng bắt đầu vào ngày Sóc, mỗi tháng có 29 hoặc 30 ngày. Một năm chia ra làm 24 tiết khí, mỗi tháng gồm 2 tiết. Tiết đầu gọi là tiết khí, tiết có số thứ tự lẻ. Tiết sau gọi là trung khí, tiết có số thứ tự chẵn. Tháng nhuận đặt vào tháng không có trung khí. Như vậy, kể từ năm 104 trước Công nguyên, thời Hán Vũ Đế, thì lịch Á Đông được tiêu chuẩn hóa như ngày nay. Lịch ban hành trong niên hiệu Thái Sơ nên từ đó lấy tên là lịch Thái Sơ. Loại lịch này được truyền sang nước ta vào thời Bắc Thuộc. Trước thời Bắc Thuộc, rất có thể với đặc trưng sản xuất nông nghiệp thì tổ tiên ta đã có những quan sát về thiên văn, thời tiết để phục vụ việc canh tác. Tuy nhiên, hiện nay khảo cổ học chưa tìm ra được bằng chứng về một bộ lịch của người Việt trước thời Bắc Thuộc. Nhưng dựa trên những hoa văn, hình vẽ trên trống đồng thì nhiều khả năng thời cổ người Việt đã có một loại lịch mùa vụ riêng và thời điểm kết thúc năm. Tết đến trùng với thời điểm kết thúc một mùa lúa. Đến thời nhà Lý và nhà Trần, từ năm 1009 đến năm 1400, Việt Nam tự tính lịch riêng, có nhiều điểm khác biệt giữa lịch ta và lịch Trung Quốc trong giai đoạn này. Đáng tiếc là không có đủ tài liệu lịch sử để phục hồi loại lịch thời kỳ này. Chúng ta chỉ có thể dựa vào một dòng ghi chép ngắn ngủi trong tống thư. Giao chỉ không theo chính xác so với lịch Thái Sơ thì sớm hơn một ngày. Để hình dung đại khái là thời Lý Trần Việt Nam sử dụng loại lịch sớm hơn một ngày so với Trung Quốc. Nhà Hồ và nhà Lê từ năm 1400 đến năm 1789. Thời kỳ này Việt Nam sử dụng lịch giống như lịch nhà Minh dùng tại Trung Quốc. Có thể người Việt đã học được phép lịch thụ thời khi đi sứ nhà Nguyên năm 1306 và sau đó có thể tự tính lịch. Ngay cả trong thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh 1627 trở đi, các chúa Nguyễn ở miền Nam vẫn dùng lịch giống nhà Lê Trịnh. Năm 1384, nhà Minh ở Trung Quốc đổi tên lịch thụ thời thành Đại Thống nhưng vẫn giữ nguyên cách tính. Cho đến hết đời Minh năm 1644, lịch ta và lịch Trung Quốc không khác nhau. Từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh đến đầu thời nhà Nguyễn, năm 1645 đến năm 1883, Việt Nam dùng lịch riêng tính theo phép lịch Đại Thống. Tại Trung Quốc, năm 1644, nhà Thanh Lên đã dùng phép lịch mới, lịch thời Hiến. Lịch nước ta và lịch Trung Quốc khác nhau nhiều, đặc biệt là cách tính thời gian khởi đầu và kết thúc của các tiết khí trong năm. Điều này dẫn đến việc nước ta và Trung Quốc tùy theo từng năm mà đón Tết Nguyên Đán lệch nhau từ 1 đến 2 ngày. Từ thời Pháp thuộc trở đi, Việt Nam sử dụng lịch Gregorius song song với lịch Á Đông truyền thống. Từ năm 1883, cách tính lịch Á Đông của Việt Nam theo phép lịch thời Hiến của nhà Thanh. Thời kỳ hai miền chia cắt năm 1955 đến năm 1975, âm dương lịch tại hai miền Bắc Nam có chỗ khác nhau và khác với lịch Trung Quốc do sử dụng các múi giờ khác nhau cho việc tính toán. Ở miền Bắc dùng múi giờ GMT cộng 8 tới năm 1967 và múi giờ GMT cộng 7 từ 1968 trở đi. Tại miền Nam vẫn sử dụng múi giờ GMT cộng 8. Từ năm 1976 trở đi, cả nước Việt Nam tính lịch âm theo múi giờ thứ 7. Do khác múi giờ nên có nhiều điểm lịch ta và Trung Quốc khác nhau. Tiêu biểu như năm 2007 thì Việt Nam đón Tết Nguyên Đán cổ truyền sớm hơn Trung Quốc một ngày. Các bạn vừa khám phá 3 sự thật vô cùng thú vị về lịch Pháp và ngày Tết cùng IZ. Ý nghĩa của lịch Pháp vô cùng quan trọng với cuộc sống, là phát minh vĩ đại của toàn nhân loại loài người đúng không nào? Hãy để lại suy nghĩ của bạn bằng cách comment dưới video này nhé! Hãy like video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo từ IZ khám phá nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!